Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Rồi lắm rồi làm một clip về chính mình. Lúc trưa nay mới đánh một vài replay show cho mọi người xem. Nhưng bất chấp nó khá là cũng thú vị. Mình đã chọn một vài các replay bùa mới cho các bạn xem mà. Vài cái replay mình phải nói là cũng khá hay. Nhưng cái bất chấp nó khá nó là điển hình thì mình sẽ show cho các bạn xem. Ok, lock bet đi. Đây là một cái phiên bản khá là mới, bởi vì là chúng ta biết là phiên bản cũ là có Ice Breeze thì bây giờ là Electro Breeze. Mình thấy là Electro Breeze kết hợp với lại khá là rất 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 nhiều deck, bởi vì là con này nó counter với những các cái bài mid thì rất tốt. Vì vậy tại sao mà Electro Breeze mình thấy là nó mạnh hơn là mấy con Ice Breeze mà thay mình thấy được. Trong cái turn vừa rồi thì thực sự là mình đẩy khá hay. Mình đẩy Hawk cộng với lại Vampire Rise khá là hay, thì vậy là nó ăn được một cái combo kia. Ban đầu thì mình cũng đoán được bài đó là họ sẽ đặt Princess và Goblin Gang để phòng thủ cái pha Goblin với lại Vampire của mình. Vì vậy là mình arrow xong pha là perfect ngay. Thì ngay từ ban đầu thì mình đã gọi là kiểm soát cái game này rồi. Đặt ngay là con Vampire bên này. Các bạn biết là con Van Key phía bên này thì sau đấy con Princess tiếp theo nó sẽ bắn vào con Van Key. Bây giờ thời điểm mà out cycle thì mình ném Goblin Barrel về luôn. Goblin Barrel phía sau của chủ. Đây là thời điểm mà họ bị out cycle, rồi vì vậy là mình không cần phải thủ phòng thủ cái phần không cần phải phòng thủ con Goblin Barrel nữa, cũng là Goblin phía bên kia nữa. Sự là không cần thiết. Thời điểm mà nó bị họ bị out cycle và cái mức lượng máu trụ của họ nó bị xuống thấp như thế này thì sự đánh rất là dễ với mình. Và bây giờ thì mình chỉ cần các bạn đừng quên là mình còn chưa active King Tower luôn. Rồi, bây giờ thì điểm mà active King Tower. Đấy, thực sự cho tôi vừa rồi họ cũng không cần thảm một đạn Goblin Gang nữa, bởi vì nếu Goblin Gang được lên cũng được. Họ định bắt bài được hướng lock của mình, nhưng mà thực sự là thằng này thì cũng hết rồi, không còn gì để mất nữa. Họ tạo ra một cái pha tuyệt đẹp, đó chính là 3, 4, 3, 2. Là có con preset ở phía này. Preset, preset, preset. Ok, perfect. Ok, matchup thứ hai mà mình muốn show cho các bạn xem. Thực sự mấy cái matchup đây. Đây là một cái deck khá là mới. Khá là mới ở cái mùa này. Mình thấy là một vài các player họ chơi chơi cái deck này khá là mới. Deck này là thiên về dạng Crit Spam, nhưng mà nó chơi Battle Ram. Chơi Battle Ram Hero. Không, cái bộ này nó chơi một Cannon Cast. Mình nhớ là cái phiên bản này có con gì ấy nhỉ. Nó cái này nó cũng không có spell to, nhưng mà nó chuyên về spam rồi này. Đấy. Thực sự là ngay từ ban đầu mình không biết là họ sẽ đánh cái deck gì được. Nhưng mà mình sẽ đánh theo kiểu là mình đánh chuẩn bài thôi. Cứ Van Key thì mình sẽ dùng để defend có thể là bắn rơi chơi, có thể là bandit thì có thể là goblin gang hoặc là goblin hoặc là skeleton dùng lên đi fan bandit bắn rơi chơi thì thường thì có thể bỏ god thì chắc chắn god với lại cannon cast thì mình chắc chắn là mình sẽ dùng vampire để đi fan một trong hai con này tùy theo từng trường hợp. Và trong số này thì mình bỏ con god đi và đánh nó phía sau, bởi vì là nếu mà thả go van kia ở vị trí này thì chắc chắn là hơn tiếp theo mình sẽ không phòng thủ được, bởi vì là họ sẽ đẩy Goblin Cannon Cast cộng với lại Battle Ram về phía tiếp theo luôn, thì rất là khó để mình có thể defend. Tuần này thì mình dùng, đáng lẽ là mình dùng một Terrio, thì cần mình dùng một Terrio và một Terrio là để có thể defend được, nhưng mà thật ra thì mình không cần phải dùng Arrow nữa. Arrow thì mình hơi phí. Bây giờ thời điểm thực sự phải nói là cái deck này nó spam rất nhanh, và mình phải thả vừa Goblin Gang vừa cả skeleton nữa.
turn này mình có thể dùng active tin theo được. Tuy nhiên thì trong cái turn này mình lại sử dụng Lucky, như vậy là mình bị out cycle. Và cái thời điểm mà mình bị out cycle thì là khó chịu, bởi vì là mình luôn đánh trong tình thế là mình thủ out cycle đấy. Sonio rồi trong turn này thì họ spam ngay cái thế này cực kỳ là khó chịu. Các bạn biết là cái mùa này con God xong đi cực kỳ là khó chịu luôn. Ban đầu thì mình nghĩ là con God bình thường thôi, nhưng mà God như thế này thì quá khó chịu. Vừa God, God nó đi qua sông mà cái vị trí của nó đi rất là khủng. Các tên đi cũng đi xuyên như vậy. Đây là thời điểm mà con Ewit và con Van kia thật sự cũng hãy thêm chào ở trước đã. Cái bắt chấp mà họ có cộ Balan Barrel thì mình cố gắng là mình xoay được bằng cái con mình đánh chuyển sang đánh mà Hawk, bởi vì deck này nó cũng đi chuyển sang đánh Hawk thì nó hợp lý hơn. Tuy nhiên đôi khi mình phải sử dụng Golden Barrel để gọi là cycle khá. Chứ bây giờ mà mình cứ để Hawk không thì bị lỗi cycle Hawk rồi. Sau này thực sự rất là khó, bởi vì là spam rất nhanh và con Hawk của mình không có một đam nào đến từ con Hawk luôn. Đây là thời điểm mà mình bị out cycle. Đấy các bạn nhìn thấy này. Phải dùng Hawk ở trong thân này, bởi vì là Hawk chỉ có Hawk là được chặn được. Bandit đã quay trở lại. Và Goblin. Thời điểm mà Magikacher bắn cực kỳ đau. Magikacher bắn rất đau luôn. 255 máu, và đây là thời điểm mà thực sự phải nói đánh tức cần đảo luôn. Đánh có thể là căng như đàn. Thả Bandit, thả Hawk để Bandit nhảy kiếm ngược lại. Goblin, chặn Goblin và chặn Karokas, Ewip, Karokas. Magikacher, Sonio trong tuần này hợp lý. Bởi vì cái deck của họ không có spell to, vì vậy là mình cũng không... Đây, các bạn xem cái matchup, xem cái thời điểm này mà mình dùng Sonio. Cái deck của họ nó không có building, vì vậy là con Hawk của mình nó nhảy vào. Cách đó là cơ hội rất là đơn giản thôi. Sonio. The best Sonio ever. Ok. Rồi sẽ đến một cái matchup nữa mình rất là thích. Đây là cái matchup The Hawk of the Three Musketeers. Thực sự là mình không nghĩ là mình có thể thắng được cái matchup này. I can't believe I won this matchup. Tại vì cái deck này nó như nào nhỉ? Nó counter cái deck mình. Nó vừa Baban Barrels, vừa Battle Ram. Cứ đấy nó spam cái này thực sự rất là khó đánh. Cái deck này nó có một cái điều đó là deck nó có con nếu mà deck này nó có con Dark Queen nó thì rất là khó đánh. Nhưng mà rất may là deck này có phiên bản có Hunter. Đây. Họ đẩy Battle Ram. Cho thông thường thì những cái deck kiểu này nó lại không có bình ngay từ ban đầu. Vì các bạn biết là nguyên tắc của game này chính là Elixir Collector sẽ không có ngay từ ban đầu ở trên tay. Đây là thời điểm mà 3 Max đi đẩy lên thì thực sự rất là khó để có thể suy nghĩ là đất con nào, phá con nào. Các bạn biết được là thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ cho Musketeer bắt đầu trụ trước đã. Ghost, các trận bởi rồi, hợp lý. Mất một mình có Musketeer bên kia thì không làm, cũng sợ. Sẽ cân bằng lượng máu. Cho dù là mình mất nhiều khá chút máu thì vì vậy là mình vẫn có thể giữ được cái con Pancreas mình để Hawk để lui luôn. Bây giờ thời điểm họ chưa có đủ Lily để Barbarians, họ thả ra một con Barbarian thì hợp lý luôn. Nhưng mà trong turn vừa rồi thì họ lại sử dụng một con Hunter. Con Hunter của họ đặt đúng lỗi cơ. Vanky của mình đặt lỗi luôn. Vanky wrong position. Skeleton của mình đặt đúng lỗi luôn. Cái last skeleton của mình vẫn còn chặn được thêm 2 turn nữa cơ. Thực sự là những cái matchup kiểu này đánh nó hơi run tay, bởi vì là cái turn này mình hơi bị dối, bởi vì đáng lẽ ra mình có thể đặt một cái con Goblin phía bên kia Tornado Active King Tower, xong rồi Hawk lại lên. Rất nhiều lỗi, xong rồi mistake. Magic.
Mình lưu ý nha, mình có thể mình thấy thú được cái trụ bên phải. Cái trụ họ đặt con Matara hơi xa so với lại Muscadi. Solido. Night Trio. Thực sự phải nói là Solido. Mình không nghĩ là mình có thể làm một Solido hay như vậy. Họ không có spell to, vì vậy là mình để mình sẽ take care con Wizards, bảo vệ được con Wizards của mình. Ở đây là thời điểm mà Free Muscadi. Free Muscadi. Có lẽ ra mình không có Trio ở trong thân vừa rồi. Vì là Four, three, two, one. Đây là thời điểm mà hơi căng não. Hunter, họ sẽ là dùng Hunter và Boss sẽ defend con thân này. Đây là thời điểm mà thực sự đánh rất là khó đánh, bởi vì là họ thua được 3 Muscadi mà đập vào cùng một phía này, chỉ rất là khó đánh luôn. Trado và Arrows. Nhưng mà có một cái điều các bạn biết là 3 Muscadi và Single Muscadi mùa này nó bị chậm hơn một đam, chậm hơn một chút cửa xong cái turn first turn đầu tiên. Vì vậy là các bạn thấy là deck của mình mùa này đánh nó dễ hơn khi mà đối mặt với Scream Muscadi hay là Muscadi. Trado. Rất là may. Có rất nhiều đam, một vài đam đến từ con Goblin. Hai con Muscadi ở phía bên kia thì mình có thể tìm phép bằng cốt cướp. Đây là thời điểm ạ. Trado. Làm all in one, cố gắng thêm down đến nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, và một matchup cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Việc background thế này mình đánh đơn giản. Matchup này đơn giản. Ok, và cuối cùng đó là deck của Thoron. What? Let's go, last game. Enter. Thanks for watching guys. Deck này nó deck này mình biết deck này bởi vì là deck này có Trado, có Zap, có Gas, có Skeleton Dragon, có Skeleton Dragon. Thì cái deck này nó dễ so với mình bởi vì là nó không có Gas mà mình có Hero. Nó có Zap, mình lại có Goblin Barrel, mình đánh dễ hơn. Mình có thể dùng combo là Hop cộng với lại Goblin Barrel đẩy lên nó dễ. Những cái đầu mùa này thì nó không có nhiều matchup hay nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài matchup nó kiểu là tìm một chút thôi, so slow thôi. Matchup này dễ so với mình. Các bạn thấy là mình nhắm Goblin Barrel đấy lên luôn này. Đấy, Goblin Barrel này luôn, mình chính xác là mình nghĩ tập deck của họ đã kỳ rồi, vậy là mình rất là dễ. Goblin Barrel này. Rất nhiều đam luôn. Luôn luôn cái deck này là mình luôn sử dụng Vanki để defend con Baby Dragon với lại con Skeleton Dragon. Hai con mà mình cần phải defend thì sử dụng Vanki. Sử dụng Vanki ở trong bay này là tốt. Đấy. Active Pink Tower, Active Pink Tower đầu tiên đã làm gì ra. Tower của mình bị lỗi. Và đây là thời điểm mà mình có thể phải dùng Goblin để giữ lại cái cố gắng dẫn trụ. Dùng Goblin để bắt Miner. Bởi vì chắc chắn là mình sẽ biết là họ sử dụng Miner để bắt để ăn cái trụ này. Chỉ có Miner có ăn trụ này thôi. Bởi vì là Sơn vừa rồi họ đẩy Balloon ở phía này rồi. 10 giây cuối cùng. Nice.
mà xem nhé. Bạn dùng 7 Balloon lên này, Miner mình đẩy Goblin. Mình dùng Solido trước, Solido để kéo con Balloon trước, sau đấy là dùng Goblin. Goblin, đây là gì Goblin. Không đủ, một Solido là không đủ 72. Thực ra là nếu mà có đủ thời gian thì họ cũng không thể ăn được. Họ bị 70, 72. Seventeen and seventy-two. Okay, thanks for watching. Cảm ơn anh em đã xem. See you. Bye bye. Love you guys.